Xin chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 3 tháng 4 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Người 16 tuổi tại 4 zip code ở Santana, Anaheim và Garden Grove được chích ngừa. Chặn một chiếc xe, cảnh sát quận Cam tịch thu hàng chục ngàn viên ma túy. Dịch tay chân miệng lan ra Quảng Nam tăng gấp 7.5 lần năm 2020. Mất mùa, muối lại hạ giá, diêm dân Bến Tre khó càng thêm khổ. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì cư dân từ 16 tuổi trở lên tại 4 khu vực mã bưu điện zip code ở Santa Ana, Anaheim và Garden Grove có thể được chích ngừa Covid-19 từ bây giờ thay vì là phải chờ đến ngày 15 tháng 4 như những nơi khác của California. 4 khu vực đó là 92701 và 92703 của Santa Ana, 92805 của Anaheim và 92844 của Garden Grove, theo nhật báo Orange County Register vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 4 cho hay. Thực ra, thì người từ 16 tuổi trở lên ở bốn khu vực mà cư dân phần lớn thuộc sắc tộc thiểu số, tầng lớp lao động này hội đủ tiêu chuẩn chích ngừa từ hôm 26 tháng 3, nhưng dường như ít người biết. Quân hạt không thông báo tin mới này, do đó vài giới chức thành phố cũng như giám đốc điều hành tổ chức bất vụ lợi ở Santana cho hay Họ bất ngờ khi biết tin và hiện đang cố gắng loan báo cho gần 222.000 cư dân bốn khu vực đó. Chúng tôi chẳng hay biết gì. Đó là lời của ông Vincente Sanmento, thị trưởng Santana nói. Ông lưu ý rằng tin này được đưa ra vào buổi họp hôm thứ Tư. Bác sĩ Clayton Châu, giám đốc cơ quan y tế quận Cam, nhắc đến việc nới lỏng tiêu chuẩn chích ngừa Covid-19 cho bốn khu vực nêu trên vào cuối buổi họp báo đó khi trả lời câu hỏi quận hạt chuẩn bị đối phó nguy cơ Covid-19 bùng lên lại hay không. Và cũng trong phần tin ở tại quận Cam, thì Sở Cảnh sát quận Cam công bố vào hôm thứ Sáu ngày 2 tháng 4 tịch thu một lượng ma túy lớn gồm có súng đạn và tiền mặt sau khi chặn một chiếc xe ở vai. Theo thông cáo của OCSD, thì cảnh sát viên của quận Hạt đã chặn một chiếc xe ở, ở vai vào hôm thứ Tư ngày 31 tháng 3, sau đó phát hiện được hàng chục ngàn viên thuốc bị cấm. À, các điều tra viên tịch thu khoảng chục ngàn viên thuốc andro, andro giả có thành phần là ma túy methamphetamine. Họ còn tịch thu được khoảng 10 ngàn viên thuốc sanas giả có thành phần là ma túy fentanyl. Sau khi tịch thu lượng ma túy lớn trong xe, cảnh sát xin được các tòa để lục soát nhà của nghi can và tìm được thêm nhiều loại ma túy nữa. Các loại ma túy đó gồm có 2 pao thuốc gây ảo giác là mươi 29 gram cocaine, 800 ống cần sa. Ngoài ra, nhân viên công lực còn tìm được thêm 6.515 viên thuốc Andero giả và thêm 10.100 viên thuốc Stanax giả. Và liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam, thì 3 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận hàng trăm ca tay chân miệng tăng gấp 7.5 lần cùng thời kỳ năm ngoái. Báo VN Express đã dẫn tin từ Sở Y tế cho biết là số ca tay chân miệng ở Quảng Nam hiện cao thứ ba khu vực ở miền Trung. Hiện dịch bệnh đã xuất hiện tại 13 trong số 18 huyện, thị xã, thành phố. Một số ca nặng đe dọa sức khỏe và tính mạng. Cái thưa quý vị, trước tình hình trên, ngày 2 tháng 4, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra văn bản khẩn cấp về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, yêu cầu các cơ quan hữu trách và các hệ thống y tế tuyến huyện theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tham mưu kịp thời tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch, khống chế ca bệnh, không để bùng phát dịch. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam cũng chuẩn bị cơ sở vật chất và chuyên môn hỗ trợ các địa phương khi có dịch bùng phát. Bác sĩ Huỳnh Thị Hoàng Diệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Nhi khoa Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, tại khoa nhi truyền nhiễm đã có ghi nhận 121 ca, trong đó riêng tháng 3 có hơn 100 ca. Hiện trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận có vài ca, có nhiều ngày lên đến 10 ca. Và cũng trong phần tin Việt Nam, thì vùng sản xuất muối tại huyện Ba Tri bị mất mùa, sản lượng giảm mạnh trong khi giá bán lại hạ để diêm dân, dân lâm vào cảnh cơ cực. Theo báo Dân Trí, nguồn thu từ ruộng muối chỉ đủ nuôi sống diêm dân, dân vùng muối Ba Tri, tỉnh Bến Tre, chưa đến 5 tháng. Hơn nửa năm còn lại, họ phải mua sinh bằng đủ thứ nghề. Cánh đồng muối xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri đang vào mùa thu hoạch, nhưng diêm dân, dân chẳng vui khi mất mùa giá thấp. Mất mùa rất giá nên những người làm nghề muối mặn, à, mòi, à, cực nhọc lại thêm phần khốn khó, ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ xã Bảo Thuận thừa nhận. Ông Tùng cho biết là nhiều năm trước đây, diêm dân làm một bùa muối là đủ ăn cả năm. Thế nhưng năm nay, nguồn thu từ muối chỉ đủ để họ cầm cự được chừng hơn 4 tháng. Thời gian còn lại, họ phải bưng chải đủ các nghề để kiếm kế sinh nhai. Anh Mai Văn An, canh tác gần 5.000 m2 muối cho biết năm nay thời tiết không khí lạnh, giới ít nên sản lượng muối thu hoạch thấp hơn nhiều so với cùng thời kỳ hàng năm. Cụ thể là năm 2020, gia đình của anh An thu hơn 1.000 dạ, tức là khoảng 45 kg. Nhưng năm nay, tính đến thời điểm này, chỉ thu hoạch hơn 200 dạ. Trong khi đó, thì mùa mưa năm nay lại đến sớm, nên có thể việc thất thu sẽ tăng hơn so với năm rồi rất nhiều khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình anh An phải thuê đất 7 triệu đồng để sản xuất muối nên tính ra không có lợi nhuận. Vụ sản xuất năm 2020, gia đình anh An không bán được hạt muối nào nên trữ lại toàn bộ sản lượng hơn 1.000 dạ. Năm nay, nếu bán không được, sẽ tiếp tục trữ nữa vì thương lái mua với giá khá thấp một dạ muối đổi lấy 1 ký gạo. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.